Em chào các bác nhé, em Lâm đây, là bắt đầu quay quạt cho các bác đây. Thì em xin dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nhà em. Cửa hàng nhà em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Xốp. Địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên là số 0377996066. Số dưới là 0975360433 để bác tiện theo dõi kênh nhà em. Thì không làm mất thời gian bác nữa, em quay vào quạt luôn các bác đây. Thì đập vào mắt bác đây là một con Lati. Con này thì của em thì nó cũng trở thành đồ xưa rồi. Thì nó cũng gần 50 năm tuổi rồi. Đấy. Thì quạt thì có xuống màu theo thời gian. Đấy. Không có vỡ dập lứt bẻ gì thôi. Chứ còn thì quạt có xuống màu theo thời gian. Đây. Cổ cánh thì không gấy. Ốc sáng. Lồng cực sáng luôn. Lồng không đính bằng hạt sơn nhá. Cánh sáng. Cánh thì là cánh màu xanh nước biển. Thì ở nhà em đây nó rất là bụi. Đấy. Mặt đường mà phải chùm ni lông vào nhưng nó vẫn bụi. Đấy. Thì các bác nhìn em qua cái lồng này. Lồng thì đẹp sắc lét luôn. Đấy. Quạt thì của em là huy hiệu Lati, cánh hoa xòe vẫn còn sáng nét nhá. Thì nó cũng sẽ phải xuống màu bạc theo thời gian thì không thể tránh được những cái vết mờ mờ. Nhưng để một con quạt gần 50 tuổi đời thì 50 tuổi đời rồi thì nó rất là đẹp, 55 tuổi đời rồi thì nó rất là đẹp luôn. Đấy. Quạt thì quạt lửng cao 90 nhá, lên xuống thì ấn cái nút này. Đấy, một tay em quay điện thoại thì một tay em không thể ấn xuống được. Thì các bác ấn thủ thỏa được nhá. Đây ấn gạt này xuống nó sẽ thụt thỏa này. Em một mình em quay video thì không thể nào làm nhiều thao tác được. Đấy. Bầu thì bầu trong này là bầu nhôm nhá. Bầu nhôm nhá, không phải bầu sắt nhá. Bầu sắt thì nó rẻ hơn. Thì các bác nhìn cái quạt giống nhau như vậy thôi nhưng nó khác nhau ấy. Khác nhau ở cái động cơ ấy. Cái quạt ăn nhau cái động cơ ấy. Nếu mà quạt ở bầu sắt đời mới bây giờ đấy thì em nói với các bác ấy, nó cũng là con quạt dọc dưa thôi. Đấy, con này nó cũng có con dọc dưa, nó cũng là con dọc dưa nhưng dọc dưa nó có vài đời dọc dưa. Dọc dưa mà bằng ấy thì nó không có giá trị bởi vì nó là bầu sắt thì nó là trục ngắn, bầu thì cũng là bầu ngắn thì nó chạy nó cũng rất là kêu. Đấy, không gì bằng những con cổ trục dài này. Thì các bác biết đấy, cái xe ô tô ấy, cái xe mà càng dài thì nó chạy càng đầm, càng êm thì cái quạt cũng vậy thôi. Mà cái động cơ nó càng to mà nó bằng cốt bằng nhôm thì nó cân trục hơn và chạy êm hơn. Quạt thì em Lâm đã tra dầu mỡ và lau rồi. Thì đây bụi bặm thì lúc nào mà các bác gửi đi các bác em sẽ lau qua cánh. Không thì các bác về nhà tự lau cũng được. Lau cái cánh đơn giản thôi. Còn lồng đây, lồng thì đẹp sắc lét luôn. Con này thì không có gì mà chê cả. Đấy, có đồng hồ 3 số đây rồi. Đấy, 3 lũ số đây, hẹn giờ đây. Đấy, tút năng thì ở trên. Đấy. Chiếc này thì ở nhà em Lâm bán giá là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng cho con la cánh 30. Quạt lửng cao 90 này. 2.200.000 đồng thì đã bao gồm em Lâm tặng cái đổi nguồn rồi. Đấy, chưa bao gồm phí ship. Phí ship cái quạt này nó rẻ thôi. Bác nào ở gần phía Bắc mình may ra thì hết tầm 100. Đấy, bác nào ở xa thì may ra hết tầm 150 tiền ship rồi. Là hết. Đấy, quạt rất là đẹp. Đấy. Quạt thì em buôn ít quạt lắm. Quạt thì buôn chủ yếu là để thay đổi không khí, quay video cho các bác. Chứ nhiều lúc cũng xem nhiều bếp ga nhiều quá rồi cũng chán. Xem nhiều bếp từ quá rồi cũng chán. Thì thôi thì em cứ làm thêm nhiều video để cho nó thay đổi không khí. Còn thì điều hòa thì các bác cứ yên tâm, 15 ngày nữa thì điều hòa lên như quân nguyên cho các bác. Thợ thì em đang tập trung dọn rồi. Thì dọn xong em cho ra nhà ngoài này. Thì cho ra nhiều thì lên video cho các bác thích. Chứ mà quay vài cái điều hòa thì các bác bảo là buôn ít thế. Nên là cái gì cũng vậy, cứ vậy nhiều đập vào mắt các bác nhìn mới thích. Đấy, bếp ga đấy, vài chục quan xếp này các bác đến nhà các bác chọn. Hoặc là quay video các bác nhìn các bác mới thích. Chứ bổ ít quá thì các bác lại chê. Đấy, bếp ga VIP rất là nhiều luôn. Đấy, ngày mai lên gần chục cái bếp ga VIP nữa. Hàng toàn hàng siêu khủng luôn. Đấy, bao lấy chiếc quạt này thì alo cho em nhá. 2.200.000 đồng tặng cho các bác cái đổi nguồn luôn. Đấy, cái đổi nguồn 100.000 rồi. Không lấy đổi nguồn thì trừ luôn 100.000 đi. Tính 2.1 thôi. Quạt thì đấy, quạt thì quạt 55 tuổi rồi. Hầu như là đẹp sắc nét, còn màu nó thì nó phải xuống theo thời gian. Đấy, nhà em chơi đồ này thì không bao giờ được sơn, một hạt sơn không có đính. Đấy, cái quạt nó mới có giá trị. Càng dùng càng có giá trị. Đấy, quạt thì năm nay nó đắt hơn năm ngoái vài trăm nghìn. Bởi vì tiền cước có lên cái gì nó cũng lên. Cho nên là đâm ra là cái gì nó cũng lên một chút. Đấy, trước này năm ngoái chỉ rơi tầm 1.7-1.8 thôi. Năm nay nó đắt thêm mất 300 ngàn. Đấy, đơn giản là vậy. Quạt thì bao giờ lấy thì alo cho em. Đẹp sắc nét rồi. Cánh liền là không vỡ dập, không nứt bẻ để zin đi theo quạt luôn nhá. Đấy. Em sẽ kết thúc video đây nhá. Chào các bác.